Hello cả nhà, bên cạnh Hồng Nhung là mẹ con chị Nga. Và Hồng Nhung hôm nay đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và rất là ấn tượng với bạn. Bạn này bạn Bảo Ngân là chị? Bảo Ngân, 23 tuổi. Và bạn ý bị là bị... Mẹ bị tự kỷ bẩm sinh, từ lúc sinh ra là đã phát hiện bị tự kỷ rồi. Sau đó thì bạn rối loạn ngôn ngữ. Cái bệnh tự kỷ đó nó sẽ, nó tùy theo bệnh, có đứa thì không thấy được, có đứa bị rối loạn ngôn ngữ, có đứa tăng động. Nói chung mình tự kỷ nó nhiều. À vâng, thế chị cho bé uống cái này lâu chưa? À, chị cho nó uống năm, nói chung là chị dùng trước, chị dùng khoảng qua năm 2023 đó, bắt đầu chị mới cho bé nó dùng. Vâng. Không, cái lúc dịch COVID ở Sài Gòn á, là năm 22 á, là bắt đầu chị cho nó dùng. Thế Bảo Ngân ơi, mỗi ngày giờ con uống mấy viên này? Này con uống, con trả lời với cô, uống mấy viên này, mẹ cho uống mấy viên. À uống một viên đúng không? Đấy, mỗi ngày uống một viên thì bây giờ bạn đi tương tác, vừa nãy bạn vào, bạn chào nhỉ? Có biết cô này là ai không con? Cô này là tên gì? Con nói thôi. Vừa nãy có một cô ngồi đây là cô gì nhỉ? Cô ngồi hồi nãy là cô gì? Cô Nhung. Cô hồi nãy? Cô hồi nãy áo trắng là cô gì? Cô Yến. À cô Yến, còn đây là cô Nhung. Thế hôm rồi con đi chơi ở sự kiện ở đâu nhỉ? Sự kiện ở đâu? À ở Vũng Tàu, như vậy bạn nhớ hơn rồi đúng không chị? Đúng. Vâng, bạn vào ăn chào tương tác tốt hơn. Ngày trước bạn không tương tác hả chị? Không có tương tác, với lại không có chị nhìn trực tiếp vô màn hình này kia, coi như là né đó. À né, bây giờ bạn dám nhìn đúng không? Bây giờ dám nhìn, dám tương tác trực tiếp đấy. Với mọi người. Như vậy là một ngày là cứ uống một viên này đúng không? Với lại chị cho uống cái tinh dầu á. À tinh dầu CBD đây đây. CBD thì chị cũng cho uống 1 ml, coi như là chị cho chia ra. Lúc đầu chị không biết, chị cứ cho nó uống nguyên 1 ml vậy đó, nhưng mà sau này thì chị mới biết là chị cho chia rồi. Ra làm hai. Chia ra. Con ăn bánh đi. Con nói con, sao? Dạ con. Dạ con ăn. À con ăn hồi xưa là không biết. À không nói đâu. Con ăn con cho. Ăn quả này không? Quả này là quả gì nè? Quả quýt. Đúng rồi. À quả quýt đấy. Bạn tương tác tốt hơn rất là nhiều các anh chị ạ. Và Hồng Nhung ra thấy rất là tuyệt vời về dòng sản phẩm Protadim cũng như là tinh dầu CD của Lavantes. Bây giờ con đọc cái chữ này là chữ gì nè? À Lavantes. Ờ đấy, vậy trước đấy bạn không đang làm văn tết đúng không? Nói chung là biết chữ nhưng mà không có tương tác, hỏi là không có trả lời. À đấy, rồi ôi tuyệt vời quá. Vâng, thích xịn. Cảm ơn hến vậy đó. Thế ạ? Thiệt. Vâng. Nhiều khi bực lắm, hỏi nó không trả lời, bực lắm. Bây giờ nhiều khi nó nói nhiều quá, nhiều khi chị cũng bực mình luôn á. Nó cứ hỏi suốt, nó thích một cái gì, hoặc nó cần một cái gì, hoặc là ngày mai đi đâu, nó cứ nói suốt vậy. Nhiều khi nó nói tới 12 giờ đêm, nhiều khi chị kêu đi ngủ đi, muốn gì mai nói. Ừ, nhưng bây giờ bạn đã dùng cái dòng Protadim này cũng như tinh dầu CD, bây giờ bạn tương tác mọi thứ nó tốt hơn đúng không ạ? Dạ vâng. Các anh chị ơi, sản phẩm của chúng ta, cái sản phẩm này không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng thực sự nó là công nghệ bẻ khóa gen sinh học và nó đi vào tế bào, nó sửa chữa rất nhiều. Chính vì như vậy cho nên bạn Bảo Ngân năm nay 23 tuổi bị tự kỷ bẩm sinh, bạn đã có những cái phản hồi rất là tích cực các anh chị ạ. Và nếu như chúng ta gặp ở đâu đó khách hàng chúng ta bị như vậy, các anh chị hãy mách cho người ta dùng những dòng sản phẩm này các anh chị nhé. Cảm ơn cả nhà, em cảm ơn mẹ con chị Nga, yêu quá. Con Bảo Ngân, con vẫy cho đây chào đi. Chào cả nhà đi con. Con chào các cô chú. Con nói đi, nói chào cả nhà. À ừ đấy. Hồi giờ cười đó, hồi xưa là cười. Không cười luôn. Con cười đi, cười xê. Bảo Ngân cười đó, cười đàng hoàng chứ nghe đang cười đàng hoàng. Cười giống mẹ nè. Con cười đi. Cười bình thường. Con cười bình thường. Yêu quá. Nó cười nó chưa thấy, nhưng mà bây giờ nó cũng còn tươi tươi, hồi xưa là mặt một đống. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Nói chung không biểu lộ cái cảm xúc á,